아이고, 봐봐. 이렇게 하면 몰라, 아니야, 사람들? 이렇게, 이렇게. 야, 부끄럽다. 부끄럽다. 막, 왜 태중을 깠다 보지나. 응? 거실에 살 거예요? 어디서 했나요? 뭐 화장실에서만 보통은 치우기 편하게. 여기면 돼요. 그냥 후바 쓰면 돼요. 그래? 이렇게 네. 보이나? 네. 멀리까지 할게. 이거 이만큼 커. 다 이만큼 커. 진짜 많다. 얼굴 같아? 하고 싶어? 엄마. 엄마. 와, 진짜 얼굴 바꿔. 다른 사람이야. 아니야? 아니야? 아닌데? 다른 사람 같아. 난 이 사람 싫은데. 아, 진짜? 이 사람과 별로? 야, 모자랑 똑같아. 근데 오히려 이런 머리가 괜찮다. 아침마다 Bây giờ là tới lượt rồi, Ly cắt tóc. Chị thì là người đã cắt ở bên Hàn Quốc. Bây giờ quá cắt rồi. Thì vừa rồi đã cắt tóc cho Jun, bây giờ Ly muốn cắt thử. Và lâu lắm rồi Ly không có cắt tóc. Jun mà thấy đã. Hàn Quốc thì làm tóc. Cắt tóc thôi. Ồ, chả là ta. Ồ, cô ta đẹp quá, hăm tóc. Bây giờ tôi bảo lại. Hăm tóc mà đẹp quá. 진짜 예쁜데 핑크하면 진짜 진짜 예쁜데? 기다리 나 일단 성혜교 야 성혜교 너 누구 알아? 한타. 내가 아는 성혜교 맞아? 한타. 응? 응? 와 지금까지 했는데 아 알았어 오. 이쪽으로 넘겨도 되고 반대로 넘겨도 되고 야 송혜교보다 더 예뻐 아, 너무 거짓말이 튀어났나? 나 그때 너무 귀여웠거든요 아 뭐든 칠세 내가 아 그래서 언니 나 깎여만 저 nhìn đẹp quá 라면 쓰려고 했었어 nhìn ưng ý cực kỳ luôn á 뭐 생각해? 집에 라면 좀 있어? 가게 라면인데 맛이 있더라고 산자 고맙습니다. 고생 많았어요. 하자, 안녕. 넌 누구야? 그 다음 친 아냐? 너무 이상해. 얼굴 봐. 헐. 야, 너무 머리 하나 짧으니까. 이렇게 잘 몰라 아니야? 오 맛있겠다 시리 지리소스 지리소스 어딨어요 와 Hello. Là tóc mình mà sau khi đã được cội đầu xong. Nói chung là lúc mà được uống tạo kiểu các kiểu thì nó sẽ đẹp hơn là cái lúc mà mình mới cội ra như vậy. Thì cơ bản là cũng không khác quá nhiều ha. Thì sáng nay mình đã nhận được cái bưu phẩm hai thùng. Cái này là mình mua nha. Từ cái đợt mà giãn cách xã hội tới giờ là Ly
thật như là hầu như là không ra ngoài mua cái gì hết trơn á, chỉ là đặt trên mạng thôi. Và mọi người biết là cái tài khoản tích lũy của Ly ở trên Shopback á, bây giờ nè, bây giờ là lên tới 1 triệu hơn rồi nè. Là mọi người biết là tôi mua nhiều như nào rồi á. Và cho những người chưa biết Shopback là gì thì Shopback là ứng dụng hoàn tiền khi mua sắm được liên kết với rất là nhiều hãng như là Lazada, Shopee, Tiki, Lissipop, Boston. Về mỹ phẩm thì mình có các nhãn hàng như L'Oreal, Sunwasu, La Roche-Posay. Hay về du lịch thì mình sẽ có Agoda hay Booking nữa. Riêng mình thì hay mua đồ ở Lazada nên mình sẽ vào Shopback nè, ấn vào mục Lazada. Tiếp theo là sẽ được chuyển đến giao diện của app và sau đó là mình mua sắm như bình thường. Shopback sẽ ghi nhận và bạn có thể hoàn tiền lên tới 25% từ 1 tới 3 ngày sau khi mua hàng thành công. Số tiền sẽ được hoàn ở trong mục xác nhận của tài khoản Shopback của bạn. Sau 45 tới 60 ngày các bạn hoàn toàn có thể rút tiền trong tài khoản này ra bằng tiền mặt và xài bình thường nha. Đặc biệt duy nhất ngày 8 tháng 8 sẽ có chương trình flash sale hoàn tiền khủng lên đến 100%. Mình nhấn mạnh là 100% nha, trong các khung giờ khác nhau. Và chắc chắn là ngày đó mình sẽ ở nhà canh me và mua sắm rồi. Shopback đã có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới như là Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan. Và bây giờ thì Shopback đã chính thức về Việt Nam và chào mừng Shopback đã về Việt Nam. Rồi ở nhà thì mọi người có thể là xua đi nỗi nhàm chán bằng cách là lên Shopback. Xong rồi mình đi shopping online mà mình lại còn được hoàn tiền nữa. Bạn nào mà quan tâm tới Shopback thì có thể nhấn cái link ở phía dưới, thì đây là để một cái link mà các bạn có thể tải về và các bạn còn được tặng thêm 50.000 đồng trong tài khoản nữa, chỉ có duy nhất ở Awesome Ly June thôi. Thì bây giờ Ly sẽ khui cái thùng này coi thử là mình đã mua cái gì nha. Trong cái giỏ lớn thì sẽ có nhiều cái đồ khác mà mình đã mua. Thì Lê đã mua cái giỏ này, mình đựng gì cũng xinh hết. Nhìn dễ thương quá ha. Cái giỏ này tầm đâu 250 á. Mình bỏ gì cũng đẹp hết. 200. Đây là một cái rổ đang xinh xinh. Cái này mình đựng cái gì ta? Chắc là mình sẽ đựng son ha. Mình đựng son thử. Nó sẽ như vậy. Cũng kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạo đi thì đi đang rất là thích đánh cái dòng mà Dior dưỡng này nè mọi người. Mua 3 cây 3 màu để dành đánh luôn. Đi đang định mua hết mười mấy mặt hầu còn lại của nó. Dòng này đánh rất là xinh, kiểu môi mình nó có độ ẩm vừa phải mà nó vẫn hơi có màu á. Sáng dậy kiểu xinh vãi, môi mình kiểu hồng hồng tự nhiên. Đây là cái bộ cạc. Mình sẽ trang trí ở dán vào tường. Xinh ha. Wow. 앞뒤 그림이 다르네. 이쁘다. 선, 똥라이라 선. Và có mấy cái này để dán nữa. Tiếp theo, bill trên 500 nên là mình đã được tặng cái này. Cô ta ha. Kiểu đựng cà phê hay là đựng nước gì nhìn cũng xinh hết. Rồi món thứ ba nhìn là biết là gì liền rồi. Cái đĩa này khá là mắc, tầm khoảng gần 200.000 một cái. Bởi vì sao? Bởi vì nó đẹp. Đúng kiểu hoa lá cành tôi thích luôn. Bắp, ảnh dẹp bắp. Siêu xinh luôn. Và món cuối trong cái hộp vừa rồi là cái ly
Đi dễ thương ha. Trời ơi, xinh dã man luôn á. Chà. Điều để chụp hình rất là đẹp, hoặc là mình có thể đựng son. Sao cái gì tôi cũng có thể đựng son được hết. Nhìn cũng khá là sang ha. Đẹp bắp. Có cả hồ chí. Mà có chút xì mở. Không biết. Đẹp bắp ta. Xin gửi đẹp. Hả? Theo là xin gửi đẹp. Hà nà, bắp tổ. À, lý cơ. Dạ. Chú kê xa chi. Chính chắc. À, bắp tổ xa mê xa chú kê. Y gặp phí xa chú. Ok, và cái hộp cuối cùng nè. Cái này là mình cũng biết là gì. Đây là nước hoa. Mình đã mua một cái hộp nước hoa chip. À đúng rồi, chính xác luôn. Tính mình á, thích nước hoa nhưng mà không bao giờ dùng hết một chai hết. Không bao giờ dùng hết một cái chai lớn, cho nên là Ly rất là thích mua nước hoa chip hoặc là mua nước hoa gốc đó mọi người. Đó nghĩa là người ta chiết ra rồi, hoặc là mình mua cái gốc mà nó vẫn còn cái chai nhưng mà nó vẫn còn một ít. Thì đây sẽ là cái chai Daisy. Fresh, mùi thơm quá. Ở ngoài không còn thấy thơm rồi. Ồ, bùi ạ, à đúng, có smell. Dạ, cứ chú ý bùi ạ. Mệt. Dễ thương quá không? Thì đó, nó sẽ còn lại cái gốc tầm khoảng 15-20ml như này. Thì mình nghĩ dùng ok rồi, bởi vì Ly không có dùng quá nhiều á, kiểu như là mình dùng cho biết thôi. Và thực sự mà để mà dùng hết một cái chai nước hoa, nó đòi hỏi một cái sự kiên trì. Thơm lắm, mùi này thơm nè. Kiểu mùi fresh, hương hoa cỏ, rất là thơm luôn. Đó, thì mình mua những cái gốc nước hoa gì thì mình có thể sưu tầm được á. Mình không nhất thiết là phải mua một chai lớn. Những cái chai này Ly mua tầm khoảng 450 thôi. Ship về 30.000 nữa là 480. Xinh xắn quá à. Còn mua cái gốc, cái mà full size của nó thì Ly nghĩ là tầm khoảng 2 triệu. Thì tội gì mà mua chai 2 triệu xong ship về Ly không có chai mua mà Ly đã dùng hết hết trơn á. Kiểu tới giữa là Ly đã chán cái mùi đó lắm rồi. Nè. Đó. Nước hoa nè. Có cái ly nữa nè. Có cái dĩa nè. Cái này là tặng nha mọi người. Và cái rổ rác.